Trước khi phải đến với phố huyện âm u tăm tối, An và Liên đã từng có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác, giàu có và sung sướng. Đi xin lên thôi nhìn kìa, nó phải cái ngầu vậy đi. Put a spell on you. Chị lên ơi, nhà hát lớn kìa. Ô thế á? Ờ đúng đúng, mà chụp em chụp kiểu đó. Ô An ơi, chụp kiểu. Ok, và chụp chụp cho em kiểu à. Chụp được chưa? Không chụp được. Chị không biết chụp. Chụp ạ, chị đừng cao, vô dụng ạ. Anh phạm một lỗi lớn như thế này, làm bật công ty tổn thất biết bao nhiêu tiền. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không thể cho anh làm việc ở đây nữa. Xin mời anh ra ngoài. Tôi nhận thấy và cảm thấy rất hối lỗi về sai lầm của mình. Tôi không nói nhiều, xin mời anh ra ngoài. Hai chị em gượng nhẹ nhẹ ngồi yên nhìn ra phố, các nhà đã lên đèn cả rồi. Đèn treo trong nhà bác phở Mỹ, đèn Hoa Kỳ re lét trong nhà ông Kiểu và đèn dây sáng xanh trong hiệu sách. Ơ, thế chị chưa dọn hàng à? Ôi, chị sớm muộn thì có ăn thua gì đâu. Liên, chết rồi An ơi, mình phải về đóng cửa hàng không mẹ mắng chết. Mẹ á, em không biết đâu, không biết mẹ có ra không ấy. Mẹ bảo là mẹ đang đi làm gạo cơ mà. Nhưng mà mình cứ phải về dọn hàng không là mẹ mắng thì sao? Ok, thế đi về đi. Ô An à, có phải hôm nay em bán 2 bánh xà phòng cho bà Lục đúng không? Đúng rồi, sáng nay em có bán cho bà ta và cả cụ Chi nữa, lấy nửa bánh. Thế á? Ôi dồi ôi, hôm nay bán được có từng này thôi à. Thôi không đến ở đâu mệt quá, mũi nó cứ đốt không bằng ý. Thế là bà anh làm gì đấy? Cháu không biết cháu đang làm gì đấy, cháu đang ngồi cháu ngắm cái gì ấy bà. Thế cho vào một cốc đi con. Vâng ạ. Như hôm qua đúng không ạ? Ừ, nhớ phải đầy vào. Vâng thưa bà. Bà ơi, cháu gửi vào. Thảo quá cô, hôm nay lại rớt siêu đầy. Ôi, cảm ơn nhá. Có chuyện gì đâu à? Đi nhà mày lúc nào cũng ngon. Ơi chuyện bình thường mà bà. Ngon lắm đúng không ạ? Đến đây nhá. Chào bà. Bye bye con. Trời đẹp nhỉ chị Liên nhỉ? Đương nhiên là trời đẹp rồi, lúc nào trời trời đẹp. Ơ, bác phở siêu kìa. Ôi, chào tao. Chào bác phở siêu. Ơ, bác chào hai đứa. Sao thế, muộn rồi mà vẫn còn thức à?
Tôi nhớ lại khi ở Hà Nội chỉ được hưởng những thức quà ngon, lạ. Bây giờ mẹ tôi nhiều tiền, được đi chơi bờ hồ uống nước những cốc lạnh xanh đỏ. Đêm tối đối với tôi quen lắm, tôi không sợ nó nữa. Giờ chỉ còn ngọn đèn của mẹ con chị Tí và cái bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng một vùng đất cát. Tất cả phố xá trong huyện bây giờ thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị Tí. Thêm được một gia đình bắp sầm ngồi trên manh chiếu, cái thau sắt trắng để trước mặt, nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe. Giờ buổi đến nay mà chưa thấy họ đâu nhỉ? Hôm nay chỗ ông già cũng có tổ tôm, dễ họ không phải đi gọi đâu. Chị ra đây buồn ngủ quá. Khi nào tớ đến thì chị nhớ gọi em dậy nhá. Đi ngủ tí. Ôi, tớ đến rồi kìa. Anh em ơi, dậy đi, tớ đến rồi kìa. Đâu? Chị lên đợi tí, từ từ chị lên thôi, đợi em. Wow, chị lên ơi, tàu hôm nay nó không được đông lắm chị nhỉ. Thôi đi ngủ đi à. Ngủ đi, muộn rồi, đi ngủ chị lên ơi. An tỉnh giấc, quay lại thấy Liên đã ngủ say từ khi nào. An dậy cài cửa cẩn thận, vặn nhỏ đèn đặt trên cái quả thuốc sơn đen. Rồi An lại nằm xuống, những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn An và hình ảnh của thế giới quanh mình mờ đi trong mắt An. Thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi, không biết như chiếc đèn con của chị Tí, chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng An không nghĩ được lâu, mắt An nặng dần, rồi sau An ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối.